Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trong Ngày. Thưa quý vị, Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 xây dựng xong 9 công viên mới với tổng diện tích hơn 320 ha. Song những dự án này đều đang chậm tiến độ. Là thành phố có tốc độ đô thị hóa lớn nhất cả nước, các dự án công viên chậm tiến độ không chỉ làm trầm trọng hơn việc thiếu địa điểm vui chơi công cộng của người dân, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị với nhiều hình ảnh bầy hầy nhếch nhác ngay giữa thủ đô. Phía sau tôi đây là khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông, được phê duyệt từ năm 2008. Tuy nhiên đến nay đã là 15 năm, nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Dự án được quy hoạch gần 100 ha, nhưng do thiếu nhà đầu tư xây dựng nên để hoang hóa cho thuê đất, làm nhà hàng, kho xưởng, bến bãi, gara sửa xe, chợ dân sinh. Mới đây, thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Hà Đông dừng ngay việc cho thuê để dự án trở về đúng nghĩa công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao. Và nơi này hiện đang đóng cửa, và đến nay công viên đâu chẳng thấy mà chỉ thấy bãi đất trống ngổn ngang như thế này. Dự án này được kỳ vọng là lá phổi xanh của thủ đô. Lá phổi xanh đâu chưa thấy, chỉ thấy đất công viên đang bị xẻ thịt, băm nát bởi hàng loạt các kho bãi nhà hàng. Thực tế phản ánh sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, và chỉ đến khi sự việc được người dân phản ánh, bị thành phố tuyết còi thì địa phương mới vào cuộc. Đội chúng tôi cũng, anh em cũng đang tích cực tham gia để tránh các cái phát sinh mới, cũng như là một số các cái công trình trong thời gian này tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, đảm bảo coi là giữ an ninh trật tự cũng như là môi trường trong khu vực. Sau nhiều năm bị buông lỏng quản lý, cuối năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hà Đông đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký đến 12 doanh nghiệp, yêu cầu di dời tài sản, cây cối, nhà hàng, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Tại cái thời điểm hiện tại thì trong cái trường hợp là các cái đơn vị cơ bản là không chấp hành, và chúng tôi đã đi lập biên bản là tất cả các ngành cơ quan chức năng cũng như là Ủy ban phường Hà Cầu, phường Kiến Hưng đã tiến hành làm việc với các đơn vị thuê mặt bằng. Thì Ủy ban quận cũng đã có thành lập hai cái tổ công tác liên quan đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục các cái trường hợp mà cố tình không chấp hành để người ta chấp hành liên quan đến bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện, để quản lý theo quy định. Còn đây là công viên Thiên Văn Học, chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường, đã hoàn thành hơn 2 năm nay nhưng chưa đưa vào sử dụng. Một công viên chuyên đề được kỳ vọng không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi khám phá về thế giới tự nhiên của người dân, nhưng không biết khi nào mới vào hoạt động. Công viên này mình đến lần này lần thứ 3 rồi nhưng đều không được vào. Thì cũng chả rõ tại sao không được vào, thấy xây xong hết rồi đây mà ông bảo vệ cũng không cho vào thì thôi mình lại đi về thôi. Dân ở đây ai cũng mong muốn, tức là một là cho cảnh quan nó đẹp, đấy, hai nữa là để cho cái khu vui chơi đã làm được nên như thế rồi thì mình lên tạo điều kiện để mà cho trẻ con ở các nơi ta đến người ta tham quan. Bên cạnh hai dự án này phải kể tên thêm 7 dự án công viên khác chậm tiến độ như công viên Hồ Điều Hòa, khu đô thị Tây Nam Hà Nội, công viên CV1 ở quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm. Trong lúc chờ các dự án công viên trở thành hiện thực, người dân thủ đô vẫn đang đứng ở ngoài hàng rào để ngắm chúng như thế này. Đó là những dự án công viên bị chậm tiến độ. Còn tại 70 công viên vườn hoa của Hà Nội đang được đưa vào sử dụng thì nhiều công viên được đầu tư đến hàng trăm tỷ đồng nhưng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác và đặc biệt là bị sử dụng sai mục đích. Công viên Tuổi Trẻ nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Theo lý thuyết, công viên là địa điểm vui chơi công cộng, nhưng trên thực tế, người dân chỉ được một góc như thế này. Các công trình vòng quay mặt trời, máng trượt nước, xích đu thì hoen gì, hoang phế. Nhưng những nhà hàng, quán ăn hay thậm chí là cả quán karaoke thì lại được đầu tư rất hoành tráng. Mong chính quyền thành phố Hà Nội có những cái biện pháp để tránh tình trạng sử dụng cái mục đích riêng. Theo xác định của cơ quan thanh tra, kiểm tra công viên Tuổi Trẻ có 14 hạng mục, nội dung có sai phạm. Trong các năm 2021 đến năm 2022, quận Hai Bà Trưng đã xử lý triệt để được 4 trên 14 công trình hạng mục, sân bóng, bãi đỗ xe, sân tennis ngoài trời, 7 trên 11 hộ tái lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng. Năm 2022 đến đầu năm 2023 đã thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm và ban hành 8 trên 10 quyết định buộc khắc phục hậu quả. Còn lại 2 công trình đang thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Trao đổi với phóng viên VTC, Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn cho biết những vi phạm này xuất phát từ việc buông lỏng quản lý,
của đơn vị được giao vận hành trong gần 20 năm qua. Ủy ban phường cũng đã báo cáo ủy ban quận và ủy ban quận đã báo cáo ủy ban thành phố xem xét cái năng lực của chủ đầu tư trong công tác quản lý, rồi là buông lỏng quản lý để xảy ra các cái công trình vi phạm về trật tự xây dựng từ những năm 2005, 2006 rồi đến năm 2010. Do vậy chúng tôi cũng kiến nghị là sớm các cơ quan chức năng có cái kết luận, hiện nay các cơ quan đang kiểm tra sớm có kết luận để làm rõ cái trách nhiệm của công ty Tuổi Trẻ trong vấn đề quản lý công viên. Không dừng lại ở đó, việc cải tạo công viên Tuổi Trẻ bị đình trệ nhiều năm do sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dẫn tới quy hoạch treo, khiến cho hơn 800 hộ dân phải sống mòn mỏi. Căn nhà sập sệ này đã gắn bó với bà Tươi hơn 50 năm nay. Dù đã nhiều lần kiến nghị để sửa chữa, nhưng vì là đất quy hoạch thuộc dự án công viên Tuổi Trẻ nên không được cấp phép, bà buộc phải thuê nhà ở để đảm bảo an toàn cho bản thân. Lương tôi thì có 2,5 triệu thôi. Tôi thì phải thuê nhà 3 triệu. Mà hoàn cảnh khó khăn mà không thuê nhà ít tiền quá thì cũng không có nhà, mà không có cái chỗ nào mà thuê được. Để công viên Tuổi Trẻ trở thành một điểm vui chơi theo đúng nghĩa, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đề xuất với thành phố các giải pháp tổng thể. Trong đó, cần thiết phải ra một đơn vị có năng lực toàn diện, tránh tình trạng buông lỏng trong một thời gian dài dẫn tới nhiều hệ lụy. Cần thiết là phải thực hiện lại cái quy hoạch, tiếp tục thực hiện cái quy hoạch. Bổ sung điều chỉnh những cái bất cập và tiếp tục thực hiện quy hoạch để nhằm đây là một cái căn cứ và cơ sở để mà xây dựng lại cái công viên này. Vì hiện nay nếu mà vẫn thực hiện theo các cái quy hoạch cũ mà cũng cái việc mà xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà vẫn còn chậm trễ thì nó cũng sẽ chưa có thể có được cái thời gian gọi là đảm bảo theo yêu cầu để mà cải tạo và xây dựng lại công viên. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, không ít công viên, vườn hoa đang phải nhường nhiều vị trí vàng cho nhà hàng, quán cà phê, điểm trông giữ xe trái phép. Vườn hoa Ngọc Lâm, nơi ghi dấu đậm nét của nhiều thế hệ người Gia Lâm cũ và quận Long Biên ngày nay, giờ trông nhếch nhác như thế này. Còn đây là công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Lối vào công viên đã trở thành điểm trông giữ xe ô tô ngày đêm. Quầy bán vé, khu vui chơi thì biến thành quầy bán vé số và nhiều góc của công viên trở thành điểm bán hàng, kinh doanh đồ ăn uống. Chính quyền địa phương đã nhiều lần giải tỏa, xong đâu lại vào đấy. Để xây dựng một thủ đô xanh sạch đẹp như mong ước của nhiều người dân thì không chỉ dừng lại ở việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công viên mà cần phải cải tạo, nâng cấp các công viên hiện hữu. Việc hồi sinh, làm sống lại các công viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hà Nội đang quyết tâm thực hiện trong năm 2023 này. Từ mờ sáng đã có hàng nghìn lượt người chọn công viên Thống Nhất để tập thể dục hoặc đi bộ thư giãn. Chúng tôi rất là mong muốn ở Hà Nội có nhiều công viên cây xanh như thế này. Không gian mà có nhiều cây xanh này, với cả khung thoáng đãng này thì sẽ tiện hơn việc tập dục. Cách đây hơn một tháng, công viên Thống Nhất chính thức cắt hạ hàng rào khu vực Trần Nhân Tông để nơi đây thành không gian mở. Việc này nhằm thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội là dừng thu vé vào công viên Thống Nhất từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Người dân được tự do ra vào. Dù trước kia, mỗi lượt vé người lớn được thu phí 4.000 đồng, nhưng cũng khiến cho nhiều người ngại ngần và việc bỏ thu phí được người dân hoàn toàn ủng hộ. Công viên Thống Nhất đã tổ chức dỡ toàn bộ cái tuyến rào hè đường Trần Nhân Tông với cái chiều dài tuyến là gần 400 m. Qua cái quá trình dỡ rào xong ấy thì người dân kết nối công viên rất là thuận lợi và tạo được cái cảnh quan rất là tốt đẹp và hiệu ứng tốt. Hà Nội hiện có 4 công viên do thành phố quản lý gồm Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Hòa Bình. Từ cuối năm 2011, thành phố đã có kế hoạch đầu tư cải tạo các công viên này, nhưng báo cáo mới đây của Sở Xây dựng cho thấy việc cải tạo gặp khó khăn. Do vậy, song song với việc tháo gỡ khó khăn cho các công viên này, Hà Nội sẽ đưa ra các chế tài xử lý các chủ đầu tư khi triển khai các khu đô thị nhưng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng và công viên cây xanh. Vừa qua thì cái bức xúc ở đây chính là cái việc là thiếu các cái công trình hạ tầng công cộng. Sở Dựng cũng đã tham mưu để thành phố là ban hành cái quyết định 3383 yêu cầu các cái chủ đầu tư phải có cái cam kết, đặc biệt là cái thời gian hoàn thành cụ thể, giải quyết dứt điểm việc đấu nối hạ tầng trong cái thời gian tới là phải nâng cao được cái chất lượng lựa chọn cái nhà đầu tư các khu đô thị. Bên cạnh đó,
đối với một số công viên chậm tiến độ liên quan tới chậm giải phóng mặt bằng, buông lỏng quản lý dẫn tới phải điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố việc rà soát tổng thể lại để có cơ sở điều chỉnh, tránh để quy hoạch công viên nằm trên giấy, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, của cả chủ đầu tư. Hiện nay thì Ủy ban thành phố đã giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với Sở Xây dựng cũng như các cơ quan quản lý ngành phối hợp với chính quyền địa phương đang tổng thể rà soát lại các cái công viên cây xanh mà còn sót lại trong cái quy hoạch mà trước đây năm 2014, hiện nay mà vẫn tiếp tục đưa vào khai thác để tổ chức triển khai lập các cái quy hoạch này. Cộng với đó để tăng cường các cái đầu mối quy hoạch cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các công viên đảm bảo cho cái quy hoạch này có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, các giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 19 công viên, thành phố cũng sẽ đôn đốc tiến độ của khoảng 40 công viên vườn hoa do cấp quận huyện quản lý trong giai đoạn 2021-2025 thông qua nhiều giải pháp để làm hồi sinh những không gian công cộng này. Là trong năm 2023 là phải làm sống lại các công viên của Hà Nội khi mà nó đã được và người dân được là hưởng lợi một cách là công bằng và tự do về nguyên tắc tiếp cận các cái lợi ích đó, thì cái này chúng tôi đang quyết liệt làm. Dưới sự chỉ đạo của thành ủy ấy, thì chúng tôi sẽ mở ra một số cái mô thức mới về đầu tư công viên cây xanh, làm sao mà vẫn quản lý được, tức là đầu tư thì đầu tư tư nhưng mà được nhân dân được hưởng lợi. Theo quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ đã được thành phố Hà Nội phê duyệt vào năm 2014. Tỷ lệ công viên đô thị phải đạt 7m² một người vào năm 2030. Tuy nhiên, khi tất cả các dự án công viên đều đang chậm tiến độ, thì tỷ lệ này là một con số không tưởng và thủ đô xanh, sạch, đẹp vẫn là mơ ước. Nếu như ở Hà Nội nhiều dự án công viên chậm tiến độ hoặc sử dụng sai mục đích, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công viên đang phát huy rất tốt vai trò phục vụ cộng đồng. Cách đây 10 năm, các công viên ở thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu trong việc dỡ bỏ hàng rào để người dân tự do ra vào tập luyện, vui chơi và sinh hoạt. Ở những công viên này không chỉ trở thành điểm nhấn cho mỹ quan đô thị mà còn là khoảng không gian sống đúng nghĩa cho người dân của thành phố. Và phóng sự sau cũng sẽ khép lại chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công viên Tao Đàn là một trong những công viên lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở trung tâm quận nhất với diện tích hơn 90.000 m2. Cùng với đó là một hệ thực vật đa dạng phong phú, có mật độ cây cổ thụ cao. Chính vì vậy, công viên Tao Đàn là lá phổi của thành phố Hồ Chí Minh. Không những thế, kể từ năm 2003, khi công viên Tao Đàn dỡ bỏ các hàng rào chắn xung quanh theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì đây còn là nơi tập luyện, sinh hoạt cũng như vui chơi giải trí hàng ngày của người dân trên địa bàn thành phố. Chú quận 7, chú đến công đoàn tập nay là khoảng 15 năm. Là thứ nhất là thoáng mát và lịch sự. Rồi những khung cảnh nó mát hơn nhiều, mấy khung kia với thấy nó lịch sự với an ninh hơn. Tôi cũng đã đi nhiều công viên trong thành phố, nhưng mà tôi thích công viên này thứ nhất là nó rộng. Cái thứ hai là nó an ninh và cái thứ ba là nó có nhiều mảng cây xanh, là một cái mảng oxy coi như là rất là phong phú. Sau công viên Tao Đàn, tiếp đó một loạt công viên có diện tích lớn và quy mô khác trên địa bàn thành phố như công viên Gia Định ở quận Phú Nhuận, công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, công viên Phú Lâm ở quận 6, Lê Văn Tám ở quận 1 cũng được phá dỡ hàng rào để người dân tự do ra vào tập luyện, vui chơi và sinh hoạt. Sâu xa hơn, việc thành phố Hồ Chí Minh dỡ bỏ hàng rào xung quanh cũng nhằm để công viên thật sự là điểm đến hấp dẫn, trở thành một trung tâm giao lưu, sinh hoạt văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Thành phố tháo dỡ các cái hàng rào đó thì để tạo cái thuận lợi cho người dân trong cái việc tiếp cận, rồi mở rộng cái không gian tầm nhìn cho công viên. Mục đích là làm sao làm cho càng nhiều càng tốt người dân đó, được hưởng cái không khí trong lành với các cái tiện ích của công viên. Để mà từng bước tạo được cái sự cân bằng trong cái việc phát triển đô thị ấy, thì nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa cái chỉ tiêu về diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới là 0,65m² một người. Lúc mà công viên mà nó chưa phá đó, thấy công viên này rất là tù túng.
Mà khi mà nó phá ra rồi, mọi người dân khu này rất là háo hức, mà thích vô đây tập, thoải mái muốn nhìn. Ở ngoài nhìn vô thấy công viên là tôi thích rồi, là nó làm cho mình có tự nhiên, thoải mái, ra vô rất là yên tâm. Vì mỗi người thì có một cái thời gian biểu nó khác nhau, thành ra nếu mà vào vậy thì phải vô nó rất là khó khăn. Còn mở rộng như vậy thì người vào giờ nào cũng được. Thí dụ như cô không có thời gian rảnh thì thí dụ buổi sáng cô vô cũng được, 4-5 giờ cô vô cũng được. Thậm chí người lớn tuổi như cô ngủ ít thì 4 giờ sáng vô cũng được, không có gì trở ngại. Còn rào thì không vô được, phải chờ mở cổng. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 405 công viên công cộng và đang trở thành những lá phổi xanh của thành phố. Ngoài tăng tỷ lệ đất dành cho cây xanh công cộng trong đồ án quy hoạch đô thị các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thì việc quản lý các công viên cây xanh cũng được thành phố chú trọng, bởi họ hiểu rằng làm công viên đẹp nhưng buông lỏng quản lý thì sớm hay muộn công viên cũng sẽ trở thành nhếch nhác, bị chiếm dụng và thậm chí trở thành nơi tụ tập tệ nạn xã hội như trước đây.